Xế chiều nhạc miệng chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Sự thay đổi người thứ 3 của câu lạc bộ Hà Nội. Những tình huống bóng bổng, Hà Nội sẽ cần có những cầu thủ có chiều cao tốt hơn ở trên hàng tấn công. Đình Trọng và Văn Minh được đưa vào sân. Cầu thủ số 68 Bùi Hoàng Việt Anh rời sân. Cầu thủ số 24 Trần Đình Trọng vào sân. Bùi Hoàng Việt Anh rời sân. Cầu thủ số 15 Phạm Đức Huy rời sân. Cầu thủ số 23 Nguyễn Văn Minh vào sân. Người tiếp theo rời sân là Đức Huy. Phải nhớ là bàn thắng của Tuấn Hải trong trận đấu ngày hôm nay mới chỉ là pha lập công thứ 3 của Hồng Minh Hà Tĩnh trong mùa giải hiện tại. Họ đang có một lối chơi có phần tiêu cực, nhưng là lối chơi có thể mang lại kết quả tốt cho Hồng Minh Hà Tĩnh. Không quan trọng là chơi hay hay chơi đẹp, điều quan trọng nhất là kết quả. Và khi Hồng Minh Hà Tĩnh vẫn đang dẫn trước đối thủ và làm cho hàng công của đối phương bế tắc, thì đó có nghĩa là nó vẫn đúng. Giovane dứt điểm là quá khó. Một pha bóng có thể nói là Trevor Watson đã bị Đình Trọng kéo quần. Trọng tài để cho anh được hưởng phép lợi thế, nhưng sau đó thì số 9 của Hồng Đức Hà Tĩnh đã có hành vi tiểu xảo để trả đũa. Một tình huống khá hài hước vừa diễn ra trên sân vận động Hoàng Đẫy. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Thiếu điều thì chiếc quần của Joe Watson tuột khỏi đôi chân của anh, và sau đó nó là lý do khiến cho anh dành tặng cho Đình Trọng một cú đánh vào mặt và một chiếc thẻ vàng. Phút 85, Moses. Cơi! Không được. Văn Quyết hơi chậm trong việc đưa ra quyết định xử lý chuyền bóng của mình. Một trong những lần hiếm hoi mà Hà Nội phối hợp theo cách quen thuộc của họ. Thành Lương. Các cầu thủ ken đặc ở 1/3 cuối sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cơi! Và Kelly đã can thiệp kịp thời để giải nguy trung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và con người đầu tiên của Giovane là tương đối tốt. Thành Lương. Rất khó cho những pha phối hợp ngắn và trung bình. Người vừa vào ống là Ismail. Thành Lương không thể có được tình huống dứt điểm của Giovane. Liên tiếp là áp lực. Trên sân thì một cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bị đau, và Thành Lương đã quyết định đá xe bóng đi hết đường biên dọc. Mạnh ơi, Mạnh ơi, Mạnh ơi.